Chào cả nhà. Hôm nay mình bắt đầu làm cái chương trình kể chuyện cho nhau nghe. Rồi mình sẽ đăng lên YouTube. Cả nhà xem mà thấy hay thì đăng ký kênh, bấm like, bình luận và chia sẻ giùm mình nhé. Tại rảnh quá à. Ngày nào cũng đọc truyện, đọc báo hết trơn á, đọc quá trời đọc mà mình thấy cái nào hay thì mình chia sẻ. Mới đầu thì tính đăng lên Facebook thôi, nhưng mà nghĩ thôi mình cứ đăng lên YouTube đi, rồi sẽ có nhiều nhiều comment, nhiều bình luận, nó sẽ vui hơn, hay hơn nữa. Rồi vụ kiếm tiền thì tính sao đi, chuyện nó còn lâu lắm cả nhà. Mình sẽ làm video gọi là giống như rất là đơn giản, mình không có cầu kỳ nhiều, tại vì cầu kỳ nhiều nó mất đi cái tính chất tự nhiên. Mình thì mình thích tự nhiên hơn. Giới thiệu với cả nhà là hiện giờ mình đang ngồi ở cái hàng hiên trước nhà của nhà mình. Ở bên đây thì ta gọi là porch room, thì tiếng Việt thì mình có thể nó tương tự gọi là hàng hiên thôi. Sau khi sửa xong thì rất là sáng sủa. Chưa có dịp giới thiệu với cả nhà thôi, thì chỉ là một góc cho cả nhà thấy. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà nghe hai câu chuyện mà mình cảm thấy hay, mình kể cho cả nhà nghe. Hiện giờ mình chưa mua mic nữa cả nhà, tại vì rất là mới quyết định chừng 1 2 ngày nay thôi. Thì mình sẽ mua mic để cho tiếng nói nó lớn hơn được một chút. Cả nhà thông cảm cho mình nhé. Thì câu chuyện thứ nhất mình muốn kể cho cả nhà nghe thì là có một con trăn ở Anh sanh ra 14 con trăn con mà không có bạn tình, không cần có bạn tình. Thì cái này người ta gọi là đơn đơn tính đó cả nhà. Thì theo người ta nghiên cứu thì có những loài ong, loài côn trùng, cây cối, loài có loài coi như ta gọi là giống như là cua ghẹ tôm, những cái loài con vật mà bao phủ bởi cái vỏ đồ này nọ đó, có con thằn lằn nữa, có loại thằn lằn nữa, thì cũng là đơn tính, không không cần bạn bạn tình. Thì mới tuần vừa rồi thì có một con trăn ở Anh dài 6 feet qua bên đổi qua cái đo đơn vị đo lường của người Việt bên Việt Nam mình á, là dài 1,8 m. Được bao nhiêu tuổi ta? Cả nhà đợi mình xem thôi. Mình nó dạ nó được là mười ba tuổi. Được tên tên là Ronaldo. Trời ơi, tên giống tên cầu thủ đá banh quá. Cầu thủ đá banh nổi tiếng cũng có người tên là Ronaldo đó cả nhà. Thì là đã sanh ra một con trăn con mà trong suốt coi như là ít nhất 9 năm không có bạn tình. Đó. Đó là câu chuyện thứ nhất mình muốn chia sẻ cho cả nhà. Câu chuyện thứ hai là chuyện xảy ra ở nước Mỹ, tiểu bang North Carolina, ở thành phố Durham. Thì có chuyện xảy ra hồi tháng 6 năm 2022. Có một khách hàng tới một nhà hàng, gọi là nhà hàng đó ăn nhẹ thôi, cà phê thôi, dùng một bữa nhẹ, bữa ăn nhẹ chỉ có 13 đô la chấm 25 cent, nhưng mà để lại tiền tip là 3.000 đô la cho nhân viên phục vụ. Thì nhà hàng sợ khách hàng
có sai sót gì không, cho nên họ mới hỏi kiểm tra lại khách hàng là có sự nhầm lẫn gì ở đây không. Khách hàng khẳng định là không. Lúc đó đang có cái trào lưu người ta gọi là tiếng Anh gọi là tip for Jesus, là tiền tiền tip, coi như tiền bo đồ cho khách Giêsu, cho Chúa Giêsu, cho tip for Jesus. Thì nhà hàng sau khi khẳng định như vậy rồi đó thì họ mới ứng tiền ra để mà đưa cho nhân viên phục vụ của mình. Nhưng mà trớ trêu chuyện không có như vậy, như theo cái chiều theo cái mong muốn như vậy, cái suy đoán của nhà hàng. Vài tuần sau thì khách hàng thay đổi ý kiến, không cho 3.000 đô đó cho nhân viên phục vụ nữa. Thì bây giờ nhà hàng biết làm sao bây giờ? Nhà hàng không đồng ý với lại khách hàng. Khách hàng thì quyết định giữ lại cái lập trường của mình là không cho lại 3.000 tiền đô. Thì bắt buộc cái nhà hàng đó và đã thưa kiện cái người khách hàng ra tòa án dân sự. Thưa khách, vì khách hàng đó là hơn 3.000 đô. Thì chuyện đã xảy ra coi như là hơn 2 năm. Thì từ tháng 6 năm 2022 thì bây giờ là tháng 7 năm 2024 rồi. Thì vẫn chưa tới đâu, vẫn chưa có cập nhật gì thêm mới. Thì qua cái câu chuyện đó thì mình thấy là mình nên chắc không ứng tiền ra cho ai hết. Ví dụ như có người nào hứa cho người kia số tiền ở đây, tôi nhận tiền của anh xong đã rồi tôi mới đưa qua cho người người thứ ba, chứ tôi đứng trung gian tôi không ứng tiền như vậy đi cho cái chắc ăn cả nhà. Thì chuyện đó mình thấy không những xảy ra ở Mỹ đâu mà ở đâu cũng có, không chỉ những nhà hàng với khách hàng thôi mà cá nhân với cá nhân cũng vậy. Ví dụ như nghe ai hứa đó, mày mày gửi giùm cho tao cái anh chị gửi giùm cho tôi cái người đó đi rồi tôi gửi tiền sau thôi khỏi đi ha. Rồi ví dụ như chắc đi chị chợ mua giùm tôi cái gì đó rồi tôi gửi tiền sau thôi chắc cũng khỏi luôn đi cả nhà, chẳng thà mất lòng trước được lòng sau đi hen. Thì hôm nay ngày đầu tiên mình chia sẻ câu chuyện này cho cả nhà nghe. Thì thật ra hôm qua là muốn làm rồi đó cả nhà, nhưng mà ngày lễ nó cũng cập rập quá, với là hơn mình nghĩ hơn ngày lễ July 4, ngày lễ độc lập nước Mỹ thôi để mình nghỉ ngơi đó. Rồi sáng này tự nhiên muốn làm, mà một khi mình muốn làm là mình làm, mà không biết chuyện này nó kéo dài được bao lâu đây nữa cả nhà, một tuần, một tháng hay là một năm hay là chỉ được vài bữa. Thì mình thích thì mình làm thôi. Cả nhà cảm thấy vui, cảm thấy hay thì follow mình nhé. Rồi, xin chào, tạm biệt, bye bye. Cảm ơn cả nhà nha.